các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã đến sân vận động quận 7 để chuẩn bị cho buổi tập chiều hôm nay, ngày 19 tháng 9. Nhóm Mạnh Dũng đi cùng với Phan Tuấn Tài. Bên này thì Văn Hậu cùng với Tiến Linh đang trò chuyện rất vui vẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang phàn nàn về chiếc flycam. Ông không muốn có flycam bay trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Bây giờ thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập vào sáng ngày hôm nay và tiếp tục tập buổi chiều hôm nay lúc 16 giờ. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở loạt trận giao hữu FIFA Day lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa với đội tuyển Singapore vào ngày 21 tháng 9 tới trên sân vận động Thống Nhất. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ mặc chiếc áo có gắn chip để theo dõi quá trình tập luyện. Như các bạn vừa thấy thì Tiến Linh mặc vào trong áo, còn ở đây thì Văn Hậu vừa mặc ngoài áo nhưng anh đã cởi ra. Cởi áo ra và mặc vào trong áo đồng phục của đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu vào buổi họp trước khi vào tập luyện. Sau khi toàn đội họp xong thì bây giờ các cầu thủ đã bắt đầu tập luyện. Tôi thấy bóng đã được dàn ra và tôi chưa rõ được là đây là bài tập gì. Nhưng, có vẻ như là bài tập chuyền ngắn, một chạm. Không phải, như vậy là các cầu thủ đã vẫn những bài tập khởi động quen thuộc, là bài tập chạy khởi động để làm nóng cơ trước khi bước vào bài tập về bóng. Ngày hôm qua khi được phóng viên hỏi về việc triệu tập sân trường dù anh đang có phong độ không cao thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời rất khoát rằng là ông là người đưa ra quyết định và ông sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Ông cho rằng sân trường không có chấn thương và không có vấn đề gì cả, vì thế mà ông vẫn gọi sân trường lên trong đợt tập trung lần này. Trong khi đấy thì Tiến Linh ngay trước thềm đợt tập trung này cũng đã gặp phải một chấn thương nhẹ, nhưng anh vẫn có mặt trong đội tuyển và cũng như hoàn thành các buổi tập. Như vậy thì trường hợp của Tiến Linh không có vẻ như là không đáng quan ngại và sẽ có thể góp mặt trong những trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 3 thủ môn cho đợt tập trung lần này, đó thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh và thủ môn Văn Toàn.
Văn Lâm thì mới trở về Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Tắp Lem Bình Định. Anh đã được thi đấu một số trận đấu và không biết rằng liệu rằng là anh vẫn giữ vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam hay thầy Bắc sẽ trao cơ hội cho Nguyên Mạnh để do Nguyên Mạnh vẫn thường xuyên bắt chính hơn từ AFF Cup năm vừa qua. Theo thông tin tôi được biết thì Quang Hải đang trên máy bay để lên đường trở về Việt Nam cho chuẩn bị cho đợt tập trung lần này. Chưa biết thời gian dự kiến Quang Hải về Việt Nam nhưng theo tôi dự đoán thì có thể là sáng ngày mai hoặc trưa ngày mai thì cầu thủ này sẽ có mặt tập trung cùng toàn đội và có thể là bắt đầu buổi tập chiều ngày mai luôn. Cũng trong buổi tập chiều ngày hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra một vài thông tin về trường hợp của Quang Hải ở giải giao hữu lần này, là chắc chắn Quang Hải sẽ trở về vì nó nằm trong lịch thi đấu của FIFA đây. Còn về AFF Cup thì ông cũng chưa chắc chắn rằng Quang Hải có thể thi đấu. Ông cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa làm việc quyết liệt với câu lạc bộ Pau để Quang Hải có thể về đá AFF Cup. Vì trong điều khoản hợp đồng thì câu lạc bộ toàn quyền có thể không nhả người nếu đợt tập trung đó không phải là đợt tập trung trong FIFA đây. Bên này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang kiểm tra tay của Văn Toàn. Tra hai cánh tay. Có vẻ như ông muốn xem lại cái chấn thương vai của Văn Toàn đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Và Văn Toàn cũng là thủ môn thứ 3 của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu những bài tập về bóng. Bạn có thể thấy thì các cầu thủ dẫn bóc và quay trở lại truyền cho đồng đội. Bây giờ là bài tập truyền một chặng với bóng. Vẫn là những bài khởi động cơ bản nhẹ nhàng để cho các cầu thủ làm quen. Như các bạn có thể thấy thì thời tiết ở trên sân thể thao quận 7 khá là nắng. Nhưng ở khu vực này thì khá là thoáng nên trời vẫn có gió. Vì thế mà tôi nghĩ các cầu thủ vẫn đảm bảo thể lực để có thể tập luyện đến hết buổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý đang theo dõi rất sát sao quá trình tập luyện của các cầu thủ. Ông rất nghiêm túc cho đợt tập trung lần này và kỳ vọng sẽ đạt 2 chiến thắng tuyệt đối trước Singapore, cùng với đó là Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9. Và vào ngày 24 tháng 9 thì đội tuyển Singapore sẽ thi đấu với Ấn Độ cũng trên sân vận động Thống Nhất. Sân vận động quận 7 thì nằm trên đường Hoàng Quốc Việt ở quận 7. Đây là sân tập mới của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Sân cũng mới được hoàn thiện và có thể thấy là sân rất còn mới và rất đẹp.
Ở bên này thì có khá đông các cổ động viên đã đến để theo dõi đội tuyển Việt Nam tập luyện. Mọi người đứng khá nhiều ở khu vực bên ngoài cổng cũng như đường ngoài. Cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang chơi một trò chơi gì đấy. Như vậy là sân trường bắt cặp với Tiến Linh và anh đã giành chiến thắng. Có thể thấy không khí tập luyện của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khá là thoải mái cũng như là vui vẻ. Tiến Linh lần thứ hai thua trước sân trường. Lần thứ ba, có thể thấy Tiến Linh phản xạ không nhanh vào sân trường có phản xạ rất tốt. Anh lần thứ 3 chiến thắng liên tiếp với Tiến Linh. Tiến Linh đã giành chiến thắng ở lượt thứ 4, nhưng mà chiến thắng do anh đã ôm luôn cả bóng từ trước. Rất hài hước. Rất vui, rất vui. Như các bạn có thể thấy thì ở đây thì thời tiết đang xấu dần khi mà mây đen kéo đến rất nhanh. Và tôi sợ rằng chỉ một vài phút nữa thôi thì trời sẽ chuyển mưa. Mọi người có thể thấy thì vẫn có rất đông các cổ động viên ở đây để theo dõi các cầu thủ tập luyện. Như vậy là thầy Bắc đã yêu cầu các phóng viên đã rời khỏi sân. Đây sẽ là những hình ảnh cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.